Dạ, xin kính chào cô chú, quý vị, quý anh chị và các bạn. Thì hôm nay thứ hai, nhằm ngày 8 tháng 1 năm 2024. Thì hôm nay truyền thông Thành Võ cũng xin giới thiệu các hoạt động của phòng khám Cha Thường Yêu Thương Cho Không, nơi các thầy đang làm việc tại ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Chiên, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Thì hôm nay, sáng nay cũng bệnh nhân cũng đi về nhà bệnh nhân cũng đã đến đây khá đông. Sáng nay thì lần lượt tôi giới thiệu nhất là các hoạt động khám chữa bệnh, rồi công trình xây dựng đến điểm này, cũng như các cô các quý ông quý bà. Chị thông cảm, thì hôm nay cái micro nó bị lỗi, thành ra cái video clip này cũng hơi khó nghe, mong quý vị bà cô chú thông cảm giùm. Dạ, cảm ơn. Phòng này là phòng vừa tiếp nhận hồ sơ, xử lý các văn bản cần thiết và tư vấn bệnh nhân. Đây là phòng cấp cứu, các bệnh nhân cũng đang chờ để lần lượt chúng mình để bắt kịp đầu cấp cứu. Ngày nào cũng điểm tin đó con. Giờ còn mệt không? Này khỏe. Thank you.
Các bệnh nhân cũng như nhà bệnh nhân đến thắp hương cho Chúa và Cha, cầu cho người nhà bệnh nhân cũng như là bệnh nhân luôn khỏe mạnh, đi về đoàn tụ gia đình, cũng như được xướng tên tại cái buổi lễ ra diện từng tới và từng tới nữa, để về với gia đình trong cái Tết Nguyên Đán, trong Tết Nguyên Đán năm nay. Thì đến đây chúng ta sẽ tham quan phòng khám bệnh của thầy Nguyễn Thanh Quý. Lá chùm ngay nấu canh ăn hay vậy? Lá chùm ngay á, bọc chùm ngay là nấu canh ăn hay là uống? Nay còn đau họng gắt cổ nhiều không? Bệnh nhân này ngồi dưới đây thì cho không kiếm. Bệnh ung thư thanh quản cho nên nói năng cũng rất là khó khăn. Thầy Nguyễn sẽ cho chạy máy vào hàng ngày. Thank you.
Chúng ta di chuyển qua chỗ phòng đọc thuốc. Thuốc luôn hả? Dạ. Thôi chờ đi. Đây là nơi phòng thể thanh. Thận là 104, là chức năng thận bình thường. Thầy đang tư vấn cho bệnh nhân các hồ sơ giữa sau khi tốt. Cholesterol khám bệnh thận là 4.3 đủ gì tại các phòng khám. Đây là nó liên quan đến tại nhóm lipid. Đây là 4 chỉ số này. Đến đây cholesterol tỷ trọng cao. Thầy Thanh sẽ hỗ trợ tư vấn về các chỉ số ung thư giảm tăng. Cholesterol còn phần 4 chỉ số này là 4 nhóm lipid, nó liên quan tới bệnh tim mạch. 4 cái là lipid này là bình thường nha. AFB là cái chỉ số dấu ấn ung thư gan, còn cái CRA là chỉ số dấu ung thư đường ruột. Hai chỉ số này cho mình biết đang là chỉ số bình thường, cũng không có phân tích các chỉ số. Thầy Thanh là phân tích các chỉ số nó cao bất thường đối với cái của căn bệnh của bệnh nhân này. Là nó phải dưới 5. Còn đây là công việc thường ngày của thầy thì nó phải cho phép dưới 2.5, của cô nó không 2.1 là từ người ta lấy rồi không, tại vì em chưa kem đâu đưa cho người ta, nhưng mà người ta sẽ lại hỏi. Bệnh nhân cũng được lấy nước và thuốc tại phòng thể thận. Sau đây chúng ta sẽ có ba mấy ngàn thôi tham quan nơi cái phòng xóa bóp bóng nguyệt, đến cái phòng sống bóng nguyệt tới qua cho cái phòng ông ơi, ông về đi ông hấp thuốc. Chị gọi đi em bố, chị gọi đi em bố cho chỗ gì chào thầy. Bệnh nhân đến phòng số bốn bóng nguyệt này được chăm cứu và chăm sóc sức khỏe. Chào anh quay phim. Các anh các thầy tận tình quá, chăm sóc cho bệnh nhân. Dạ. Cảm ơn các thầy các nhà tài trợ hết. Thank you.
cô nói con vài tiếng thôi. Dạ. Chào cô bệnh nhân số mấy giờ? Em bệnh nhân số 3, số 1, 1 số 3. Em ở Long Thành, Đồng Nai. Tên em là Tịnh Thị Dục. Em bị bệnh ung thư máu, ung thư phổi, đái tháo đường, thoái hóa cột sống, viêm xoang. Nhiều bệnh lắm. Sao biết nơi này mà đến đây? Em đến đây là có cái chị mà nuôi cái anh rể ở gần nhà em. Anh nó bị ung thư hạch. Tên anh nó là anh Tòng. Họ tên anh thì em không biết. Nhưng mà chị cũng thấy xuống đây thì nhiều thầy rồi các bác sĩ rồi các thầy rồi các nhân viên ở đây chăm sóc tận tình với lại vui vẻ quá. Em xuống em thấy em cũng mừng. Yeah, em cũng xuống đây được ngày 25 tháng 12. Đến nay cũng được 13, 14 ngày. Cái tình trạng sức khỏe của bà khi mà chưa biết ở đây là bà trị bệnh ở đâu và trị bệnh như thế nào? Em trị ở như Pháp thì như Phạm Ngọc Thạch, rồi sau này trị ung thư máu với ở Chợ Rẫy, rồi xong rồi bác sĩ điều trị ở Chợ Rẫy thì có tư vấn là thôi thì cô về Chợ Rẫy trị luôn. Thì trị điều trị như Chợ Rẫy là vô hóa trị được 12 lần. Đến lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba tuyệt vọng tưởng là chết. Thế là đến thứ tư, cái mũi thứ tư thì hắn trúng thuốc huyền đỏ được vô liệu trình, được đến mũi thứ 9 thì nó lại tái lại. Nó tái lại thì vô đến thứ mũi 12 thì hắn cũng mệt, hắn ho. Rồi cái chị mà nuôi anh rể đó là chị Cần. Rồi chị nó xuống, chị nó tư vấn rồi em đi xuống đây luôn. Rồi em vô em xin nhập viện, em trị chữa hay nữa là được 14 ngày. Mà thấy các thầy rồi, các nhân viên, các bác sĩ, y bác sĩ rồi các nó đúng là thấy là đúng là nói như nó là đúng là lương y như từ mẫu luôn. Thấy cái ngày đầu mà xuống bữa thứ hai đến bữa thứ bảy rồi làm lễ mà em thấy xúc động quá, em khóc luôn. Ngày đến hôm nay sức khỏe của bạn như thế nào rồi? Khỏe thì cái bệnh phổi nó thì hắn cũng lâu rồi, nhưng mà hắn to thì hắn cũng là hắn cũng chưa được nó lắm. Thuốc thì ba cái thuốc thảo dược đây thì nó cũng từ từ thôi, ăn uống thì theo chỉ định của các thầy với y bác sĩ ở đây chỉ dẫn là về theo cái liệu trình mà các thầy chỉ dẫn cho. Tại là cái bệnh phổi nó thì nó cũng có người đau. Em thì không đau nhưng mà nó ho nó hay ói lắm. Nó ho nó ói thì mệt. Dạ xin kính chào ông bà, cô chú, quý vị, quý anh chị và các bạn. Tiếp theo đây truyền thông thăm dò giới thiệu đến các ông bà, cô chú, các công trình xây dựng tại Hồ Tháp. Nhà chú Bộ Vệ thì đã đưa đi được mấy ngày nay, chưa nào các công viên chung đến đây để nghỉ. Thì trưa những người công viên ở xa nhà dán gạch xung quanh tường lên khoảng chừng một mét mấy nè cô. Đó cô chỗ cô Phương Mai Phương ở bên Bến Tre tài trợ cho cái mặt gạch lát, gạch lót.
công nhân tích cực làm việc. Đây đã tô xong, bắt đầu sẽ dán gạch từ ở dưới lên khoảng 1m6 rồi. Mai Phương phải bên tre anh thường phòng khám đã tài trợ nhiều các cái vật tư xây dựng cho phòng khám trước đây lúc cha còn sống mãi cho đến ngày hôm nay. Các phòng này chủ yếu là phòng đắp thuốc, rồi phòng để cho bệnh nhân nghỉ ngơi, rồi phòng xoa bóp y học cổ truyền. Bên đây là 4 phòng. 4 phòng xây dựng trên cái phòng khám cũ của Trả Tường trước đây. Ở bên này cũng vậy nha quý vị. Cũng sẽ dán gạch từ dưới chân lên tới trên cái phần đã tô xong đó. Chắc khoảng 1m6. Hoạt động xây dựng của công nhân diễn ra ngày đầu tuần thì khá là đông đúc, công việc khá khẩn trương. Sau khi hoàn thành này xong thì sẽ tiến hành coi như ước nguyện của cha trước đây mà chưa làm được, đó là xây dựng một phòng thái y. Thuốc sẽ có thuốc men người đứng phòng là như hương cho không quý vị, bệnh nhân đến chỗ phòng tây y là sẽ lãnh thuốc theo các chứng bệnh kê khai. Ngoài ra còn một tâm nguyện của cha, đó là một cái cửa hàng yêu thương cho không, tức là cửa hàng không đồng đó, giống như mô hình là của các chữ thập đỏ mà hiện nay trong tỉnh Trà Vinh đang thực hiện đó, là cửa hàng không đồng. Cửa hàng này thì các mạnh thường quân có đồ cho đồ, có vật gì nói chung là cũ thì đem đến cửa hàng này, và người cần nó thì sẽ đến lấy xài. Hình thức là yêu thương cho không, coi như không đồng là hai tập nguyện của cha mà chưa thực hiện. Dạ thì sắp thành võ. Đến đây xin kết thúc cái video clip điểm tin vào ngày 8 tháng 1 năm 2024 nhằm thứ hai đầu tuần. Thì chúc ngày đầu tuần đến quý vị và các bạn, chúc quý vị đến chị ông bà một ngày đầu tuần vui vẻ lành mạnh, tràn ngập niềm vui và xin trân trọng.